Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Chào các bạn, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Để tin tức đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là Hoa Kỳ đã tố cáo Trung Quốc tấn công tin tặc để tìm những cái kết quả nghiên cứu về vaccine và thuốc trị viêm phổi Vũ Hán. Thì Cục Điều tra Liên bang và Bộ Nội an đang thảo một cảnh báo cho biết là những tin tặc giỏi nhất và là gián điệp của Trung Quốc đang nỗ lực để ăn cắp những nghiên cứu của Hoa Kỳ về thuốc cũng như là vaccine trị viêm phổi Vũ Hán. Nhật báo The New York Times trong số ra ngày Chủ nhật vào mùng 10 tháng 5 đã loan tin là giới chức an ninh Hoa Kỳ sắp sửa công bố một cái cảnh cáo cho biết là bằng thủ đoạn bất hợp pháp, Trung Quốc đang săn lùng những tài sản trí tuệ có giá trị và thông tin về y tế công cộng có liên quan đến vaccine cũng như là thuốc đặc trị và thuốc xét nghiệm virus Vũ Hán. Hoạt động bất hợp pháp này chú mục vào tấn công tin tặc và dùng những nhà nghiên cứu hay là những sinh viên mà đang làm việc tại các phòng thí nghiệm tư nhân và trường đại học để mà ăn cắp thông tin. Quyết định công bố cáo buộc hoạt động của nhóm tin tặc của chính phủ Bắc Kinh là một phần trong chiến lược răn đe của Bộ Tư lệnh Không gian mạng và Cơ quan An ninh Quốc gia. Theo ý kiến của vài viên chức an ninh Mỹ, cựu và hiện tại, thông qua thẩm quyền mà Tổng thống Donald Trump ủy thác, thì các cơ quan an ninh mạng Hoa Kỳ sẽ đột nhập sâu vào mạng lưới của Trung Quốc và những quốc gia khác để phản công một cách tương xứng. Cách đây khoảng 18 tháng thì Hoa Kỳ đã tấn công một nhóm tình báo Nga tìm cách phá cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 hay là đột nhập vào mạng lưới điện quốc gia của Nga để cảnh cáo Moscow đã tấn công vào hệ thống điện của Hoa Kỳ. Gần đây thì Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo là hiện đang có làn sóng tin tặc có nguồn gốc Trung Quốc nhằm vào các công ty, trường đại học tại Mỹ để đánh cắp các kết quả nghiên cứu liên quan đến virus Vũ Hán. Một quan chức thuộc Bộ Y tế cho phóng viên CNN hay rằng các bệnh viện, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, nhà cung cấp dịch vụ y tế và các công ty dược phẩm đã bị tấn công mạng mỗi ngày. Ông John Demers, trưởng khối an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp nhận định là hiện nay không có gì quý hơn những nghiên cứu y sinh học liên quan đến vaccine điều trị virus Vũ Hán. Ngoài giá trị thương mại thì bất cứ quốc gia hoặc là công ty y sinh hóa hay vòng thí nghiệm nào phát triển được vaccine đầu tiên đều tạo được tác động chính trị rất quan trọng, theo lời ông Demers. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì lo ngại về tốc độ mở cửa nền kinh tế cho nên là Dow Jones đã rớt hơn 400 điểm. Kết thúc phiên 12 tháng 5 thì chứng khoán thị trường Mỹ đã giảm điểm mạnh khi mà các nhà đầu tư đánh giá những nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế của Mỹ. Cụ thể là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 457,21 điểm, tương đương với 1,9% ở mức là 23.764,78 điểm. S&P 500 giảm 2,1% xuống 2.870, phết 12 điểm. Và Nasdaq Composite mất hơn 2%, chốt phiên với 9.002,55 điểm. Đà giảm ở phiên này đã phá vỡ 6 phiên khởi sắc liên tiếp của Nasdaq. Các cổ phiếu hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại đều rớt điểm trong phiên giao dịch buổi chiều. Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Chase và Wells Fargo đều giảm ít nhất là 3%. Nike và Disney đóng cửa thấp hơn 2,9%. Trong khi đó, tâm lý nhà đầu tư cũng hạ nhiệt đối với cổ phiếu công nghệ. Facebook, Amazon và Apple đều giảm hơn 1%, Netflix và Alphabet mất hơn 2%. Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia và các quan chức y tế khác đã điều trần trước Ủy ban Y tế Thượng viện để thảo luận về việc mở lại nền kinh tế. Và Fauci lưu ý rằng vaccine sẽ là điều rất cần thiết trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, nhưng cảnh báo việc nghiên cứu sẽ phải mất một thời gian trước khi có thể được đem ra sử dụng. Ông cũng nói thêm rằng Mỹ có thể phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn và có nhiều ca tử vong hơn nếu các bang bắt đầu mở cửa trở lại quá nhanh. Hiện tại thì một số tiểu bang bao gồm Georgia, Texas và Tennessee đã bắt đầu cho phép các doanh nghiệp không quan trọng
tiếp tục hoạt động. Các quan chức New York cũng đã vạch ra kế hoạch để dần dần mở cửa trở lại. Mặc dù rớt điểm ở phiên này, nhưng Nasdaq vẫn tăng khoảng 0,3% trong năm nay, khi phố Wall Street gần đây được thúc đẩy nhờ đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu Amazon và Netflix đều tăng hơn 30% trong năm nay, trong khi Microsoft tăng 18%. Nhà sản xuất chip Nvidia cũng ghi nhận mức đỉnh mới vào phiên 12 tháng 5, đưa mức tăng năm 2020 của cổ phiếu này lên 38%. Dù tăng tốc nhanh từ mức thấp hồi tháng 3, S&P 500 và Dow Jones vẫn nằm trong lãnh thổ tiêu cực. Trong năm nay giảm lần lượt là 9,3% và 15,1%. Năng lượng vẫn là lĩnh vực hoạt động kém nhất trong số 11 nhóm của S&P 500, ghi nhận mức giảm 37% vào năm 2020. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì sau khi đe dọa là sẽ trả đũa vì lời kêu gọi điều tra nguồn gốc virus, Trung Quốc đang ngừng nhập khẩu thịt từ 4 công ty của Australia. Vài tuần gần đây thì căng thẳng giữa Trung Quốc và Australia đã dâng cao sau khi mà nước Úc kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch do virus Vũ Hán chủng mới gây ra. Trong một động thái thổi bùng lên lo ngại căng thẳng giữa hai nước đang ngày càng leo thang, Trung Quốc vừa tuyên bố ngừng nhập khẩu thịt từ 4 nhà máy thịt của Australia. Theo thông báo đăng trên website của Hải quan Trung Quốc, chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12 tháng 5, và 4 nhà máy này chiếm khoảng 35% tổng lượng thịt bò mà Australia xuất khẩu sang Trung Quốc. Hiện Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng nhất của xứ sở chuột túi. Vài tuần gần đây thì căng thẳng giữa Trung Quốc và Australia dâng cao sau khi nước Úc đã kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch do virus Vũ Hán chủng mới gây ra. Trung Quốc cũng đe dọa sẽ áp thuế lên nhiều mặt hàng khác được xuất khẩu từ Australia. Sau tin tức nói trên thì cổ phiếu của Australia Agriquintural là nhà sản xuất thịt bò và thịt gia súc lớn nhất nước đã giảm 5,6%, mạnh nhất 6 tuần. Cổ phiếu của Elders, công ty mua bán gia súc ở các thị trường Australia, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam cũng giảm 6,9%, mạnh nhất kể từ ngày 23 tháng 5. Theo Bộ trưởng Thương mại nước Úc, thì lệnh dừng nhập khẩu xuất phát từ những nguyên nhân liên quan đến nhãn mác và chứng chỉ y tế. Hiệp hội thịt Australia cho rằng đây là vấn đề liên quan đến thương mại và tiếp cận thị trường. Là quốc gia phát triển phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều nhất trên thế giới thì kinh tế của Úc sẽ bị ảnh hưởng khá nặng nếu như mối quan hệ giữa hai nước xấu đi. Năm 2018, mối quan hệ này cũng đứng trước sóng gió khi Úc thông qua luật nhằm vào việc loại bỏ ảnh hưởng của Bắc Kinh lên các vấn đề quốc gia và cấm Huawei xây dựng mạng lưới 5G ở đây. Khi đó, những chuyến hàng xuất khẩu than đá của Úc đã bị tắc nghẽn ở các cảng của Trung Quốc. Bắc Kinh gọi động thái kêu gọi điều tra nguồn gốc virus là có động lực chính trị và đã cảnh báo có thể tẩy chay các sản phẩm của Úc. Trong một diễn biến có liên quan, chính phủ Úc cho biết hạn chót để chính phủ nước này đưa ra những lập luận cuối cùng chống lại một cuộc điều tra chống bán phá giá từ Trung Quốc là ngày 19 tháng 5. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì hãng hàng không lâu đời thứ hai trên thế giới đã tuyên bố phá sản. Hãng hàng không Colombian và Avianca vừa nộp đơn xin phá sản theo chương 11 tại quận phía nam New York. Nguyên nhân của sự sụp đổ này được cho là những tác động không thể đoán trước được của dịch viêm phổi Vũ Hán. Avianca được thành lập năm 1919, tức là đã 101 tuổi, là cái hãng hàng không lâu đời thứ hai trên thế giới. Thì cuối năm ngoái, đây là cái hãng hàng không lớn thứ ba tại Trung Mỹ Latin dựa trên vốn hóa thị trường. Chỉ sau ALTAM Airlines và GOL Linhas Aérea của Brazil. Hãng hàng không này cũng là một phần của Liên minh Star Alliance, nhóm gồm những hãng bay lớn khác như là Lufthansa và Singapore Airlines. Năm ngoái, một chi nhánh của United Airlines đã mua một lượng lớn cổ phần của Avianca. Avianca là hãng hàng không lớn mới nhất, cho thấy rõ họ đã gặp khó khăn và thậm chí là đã bị sụp đổ vì virus Vũ Hán. Tháng trước, Virgin Australia cũng sụp đổ sau khi không thể đàm phán được gói cứu trợ với chính phủ. Và tháng 3, thì hãng hàng không giá rẻ của nước Anh là Flybe cũng đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát khi gặp khó khăn về tài chính. Avianca cho biết là họ đã gặp khó khăn bởi lệnh phong tỏa trên khắp thế giới khi mà tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên tồi tệ. Ở những quốc gia mà Avianca đang hoạt động thì 88% đều đang cấm đi lại hoàn toàn hoặc là một phần.
quyết định nộp hồ sơ phá sản đi kèm với ý định bảo vệ và duy trì hoạt động. Trong tình huống dịch bệnh còn tiếp diễn, thì EVN đã trực tiếp tuyển dụng 21.000 nhân viên trên khắp châu Mỹ Latin, gồm hơn 14.000 người tại Colombia. Ngoài việc nộp đơn xin phá sản, thì công ty lên kế hoạch đóng cửa mạng kinh doanh tại Peru để cắt giảm chi phí và đổi mới tập trung vào những thị trường cốt lõi. EVN đang đối mặt với thách thức khó khăn nhất trong lịch sử 100 năm của mình về những tác động tiêu cực của dịch virus Vũ Hán. CEO Enko Vander Wolf nói, chúng tôi tin rằng việc tái cấu trúc dưới điều khoản của chương 11 luật phá sản là con đường tốt nhất để bảo vệ sự cần thiết của du lịch hàng không và dịch vụ vận tải hàng không mà chúng tôi cung cấp trên khắp Colombia và những thị trường khác ở châu Mỹ Latin. Hãng này cho biết thông thường họ có 189 máy bay, thực hiện khoảng 700 chuyến bay một ngày. Tuy nhiên năm nay các chuyến bay gần như không có kể từ giữa tháng 3, khiến giảm 80% doanh thu và gây áp lực đáng kể lên số tiền mặt dự trữ của hãng. Các chuyên gia phân tích thì nói rằng hãng này đã bắt đầu gặp khó khăn vào năm ngoái. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì thống đốc của tiểu bang Washington đã công bố hướng dẫn nhà hàng mở cửa hoạt động trong giai đoạn 2. Thì ngày thứ hai 11 tháng 5, thống đốc Washington là Jay Inslee đã công bố một cái hướng dẫn chi tiết cho các nhà hàng và quán ăn chuẩn bị mở cửa hoạt động trở lại trong giai đoạn 2. Thì dưới đây là những yêu cầu mà các nhà hàng phải thực hiện khi mà mở cửa trở lại. Bao gồm những cái điều sau đây. Thứ nhất là khi mở cửa thì số lượng mà khách vào trong nhà hàng ăn không được vượt qua 50% sức chứa cho phép. Có nghĩa là ví dụ như nhà hàng trước kia mà chứa được 100 người thì bây giờ họ chỉ cho phép chứa 50 người thôi. Còn các bàn ăn thì phải đặt ở cái khoảng cách là 6 feet theo quy định và mỗi bàn chỉ cho phép được 5 thực khách trở lại thôi. Và các bàn ghế không được kê sát cạnh nhau giống như trước nữa mà mỗi một bàn phải cách nhau là 6 feet, tức là khoảng từ 1m8 đến 2m. Và mỗi một bàn thì không được ngồi quá 5 người. Còn những cái quầy rượu thì không được phép hoạt động. Và khi mà thực khách mà đến những cái nhà hàng ăn á, thì phải cho nhà hàng này biết số phone cũng như là địa chỉ email của mình, cũng như là cái thời gian mình tới nhà hàng mình ăn uống, để tiện cho cơ quan y tế có thể liên lạc và thông báo khi mà cần thiết. Và tất cả những cái chi tiết mà thực khách cho thì sẽ được nhà hàng này lưu giữ lại trong vòng 30 ngày. Tất cả những nhà hàng, quán ăn và tiệm rượu phục vụ thực khách thì vào ăn á, thì phải đáp ứng các yêu cầu do hướng dẫn đề ra trước khi mà được phép mở cửa hoạt động trở lại. Hôm đầu tháng 5 vừa qua thì thống đốc Inslee đã tuyên bố là gia hạn cái lệnh ở nhà cho đến hết cái ngày 31 tháng 5. Đồng thời ông cũng công bố kế hoạch 4 giai đoạn tái mở cửa lại nền kinh tế tại địa phương và khoảng thời gian tối thiểu cho mỗi giai đoạn là 3 tuần lễ. Thì hiện nay thì đang trong cái tiến trình thực hiện cái giai đoạn 1. Tuy vậy thì có nhiều quận hạt tại tiểu bang nếu mà có cái tỷ lệ số ca lây nhiễm nó ít thì sẽ được cho phép tiến hành giai đoạn 2. Và được biết là các tiệm nail và tóc cũng được mở cửa trở lại trong cái giai đoạn 2. Theo dự định là sẽ vào khoảng đầu tháng 6. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì tại thành phố Kent thuộc tiểu bang Washington, một người đã chết và hai người bị thương nặng trong vụ tấn công có vũ khí. Một người đàn ông bị bắn chết và hai người khác thì đã bị đánh đập có thương tích rất là nặng trong một cái vụ tấn công có vũ khí ở thành phố Kent vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 5. Và cảnh sát Kent đã nhanh chóng có mặt tại khu phố 24000 trên đường 35 Avenue South vào lúc 5 giờ sáng sau khi nhận được cấp báo là có 3 người đàn ông bị hành hung. Trên đường đến hiện trường thì cảnh sát cũng nhận thêm tin là có nổ súng xảy ra. Nhưng khi mà đến được cái địa điểm thì cảnh sát tìm thấy là có một người đàn ông bị bắn chết và hai người khác thì bị thương tích nặng do bị đánh bầm dập. Cả hai nạn nhân đã bị thương và nặng và đã được đưa vào bệnh viện địa phương để chữa trị. Theo lời khai báo của các nạn nhân thì hung thủ đã tẩu thoát trước khi cảnh sát đến hiện trường. Và các nhà điều tra thì đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng và hành hung. Cảnh sát tin rằng hung thủ và các nạn nhân có quen biết với nhau. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Tổng thống Trump tính tới cái việc là cho dân Mỹ mượn tiền an sinh xã hội xài trước. Tổng thống Donald Trump nghe nói là đang tính đến một cái phương cách khác nhằm chuyển thêm tiền cho người dân Mỹ đang trong tình trạng khó khăn về tài chính bằng cách là cho họ mượn trước tiền an sinh xã hội mà vẫn được gọi nôm na là tiền già. Nhiều người dân Mỹ do bị ảnh hưởng nặng của dịch virus Vũ Hán hiện đang rất mong muốn có thêm trợ giúp tài chính
sau đợt được cấp mỗi người là $1,200 vừa qua. Theo bản tin của CNBC hôm thứ Hai 11 tháng 5, tuy nhiên nhiều nhà lập pháp từ phía Đảng Cộng Hòa đang tỏ ra ngần ngại về việc cấp thêm tiền cho người dân, một phần là vì chi phí quá cao, làm tăng thêm mức thâm thủng ngân sách và nợ công của nước Mỹ. Để giải quyết vấn nạn này thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump nghe nói đang tính tới giải pháp cho người dân vay trước tiền an sinh xã hội, rồi sẽ trả lại bằng cách nhận ít hơn số tiền lãnh hàng tháng khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Thường thì người dân Mỹ phải có tuổi tối thiểu là 62 tuổi và phải đóng tiền vào quỹ hưu trí trong ít nhất là 10 năm thì mới được nghỉ hưu sớm và bắt đầu lãnh tiền hưu, dù là sẽ ít hơn so với tiền lãnh khi nghỉ hưu đúng tuổi. Một đề nghị mà Tòa Bạch Ốc đang xét tới là cho người dân Mỹ vay $5,000 từ quỹ an sinh xã hội để đổi lấy việc họ nhận tiền già trễ hơn khi nghỉ hưu, theo bản tin của tờ báo Washington Post. Theo nguồn tin này thì số tiền $5,000 sẽ được coi như tiền cho vay và sẽ phải trả lại cho chính phủ cả vốn lẫn lời. Đây là kế hoạch do ông Andrew Biggs thuộc tổ chức American Enterprise Institute và ông Joshua Roth thuộc Hoover Institution tại Stanford University cùng đề nghị. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một số bạn muốn chúng tôi chia sẻ về những cái chi tiết về đại dịch ở trong tiểu bang Washington, thì chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin ở cái quận Snohomish, nơi mà chúng tôi cư ngụ. Thì ở quận Snohomish hôm nay là có 2.720 ca dương tính, và cái số người mà cách ly tại nhà đó là 473 người. Còn số người mà đang điều trị trong bệnh viện đó là 63 người. Còn số người được hồi phục là 2.048 người. Và số người qua đời là 120 người. Đó là trong quận Snohomish đó. Còn 295 người nữa thì đang được điều tra, chưa có cái thông tin rõ. Sau đây là một số những cái quận mà có số người qua đời và số người được hồi phục nha các bạn. Thì ở Arlington đó là có 114 người dương tính, nhưng mà đã có 85 người được hồi phục. Và ở Boto thì 198 ca dương tính, nhưng mà trong đó 135 ca đã được hồi phục. Còn Darrington á, thì con số người dương tính cũng như là con số người được hồi phục nó chỉ có là dưới 5 thôi. Ở Edmond á, là con số ca dương tính là 304 người, mà số người được hồi phục là 210 người. Còn Everett á, thì 861 ca dương tính và 541 người đã được hồi phục. Ở Lake Stephen thì có 111 ca dương tính và 93 ca đã được hồi phục. Lynwood thì 588 ca dương tính và 371 ca đã được hồi phục. Marysville thì 228 ca dương tính và 158 ca đã được hồi phục. Mill Creek 48 ca dương tính và 34 ca được hồi phục. Monroe 72 ca dương tính và 57 ca đã được hồi phục. Mount Lake Terrace 99 ca dương tính và 71 ca đã được hồi phục. Còn Muscatine thì 53 ca dương tính và 48 ca đã được hồi phục. Snohomish thì 136 ca dương tính và 108 ca đã được hồi phục. Stanwood 92 ca dương tính thì 70 ca đã được hồi phục. Goodenview có 12 ca dương tính, 10 ca đã được hồi phục. Thì đó là một số những cái thông tin về đại dịch ở Snohomish County xin được chia sẻ đến với các bạn. Còn tình hình về đại dịch trên thế giới thì là ngày hôm nay có 4.342.453 ca dương tính, 292.893 người qua đời, và số người được hồi phục hôm nay rất là cao, 1.602.476 người. Đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, bởi vì con số người được hồi phục càng ngày nó càng gia tăng. Trong nước Mỹ thì hôm nay là 1.408.636 ca dương tính và có 83.425 người đã qua đời. Và những cái tiểu bang mà có số người qua đời nhiều nhất vẫn là New York với 348.655 ca dương tính, 27.175 người qua đời.
New Jersey là 142.079 ca dương tính và 9.541 người đã qua đời. California là 70.938 ca dương tính, 2.876 người đã qua đời. Florida là 41.923 ca dương tính và 1.782 người đã qua đời. Texas là 41.816 ca dương tính và 1.179 người đã qua đời. Ở Washington hôm nay là 18.064 ca dương tính và 964 người đã qua đời. Thì đó là những cái tin tức trong ngày hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn. Tôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.